Duy Thái. Các bạn biết không, cái Duy Thái ngồi với Toàn Nguyễn nói là, Toàn biết không, cái lần đấy mà tụi này clip, lúc bấy giờ là Duy Thái chưa là nhạc sĩ đâu các bạn ạ. Duy Thái là diễn viên kịch thôi. Thế là cái tiền két xê các bạn ạ, được có 2.000 không đủ một tô phở. Ông ta buồn, ông ta lang thang lên bên mới thì có những cái cảnh mà trong như vậy thì lý do là cái hai cái nghìn bạc của một đêm phụ lao cho cái người biểu diễn ấy thì cũng chả tiêu được cái gì. 2.000 bạc mà mình biết cách đây mấy chục năm rồi thì cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Thì ông cứ lang thang thì có lẽ ông lại ghé vào một cái quán nước trà, chỉ đủ uống nước trà trà chát thôi chẳng hạn như vậy. Duy Thái kể với mình như vậy. Và trong đêm mưa đấy thì Duy Thái có một cái xúc cảm. Và hôm nay các bạn nghe nhạc phẩm Phố Vắng của nhạc sĩ Duy Thái. Anh lang thang một mình trên phố vắng, nghe trong đêm đường lạnh lẽo mưa rơi, nơi đôi chân lạc mình trong im lặng. Tình yêu ơi, từ nơi em bỗng nói. Anh lang thang một mình trên phố vắng, nghe trong đêm đường lạnh lẽo sương rơi, nơi đôi chân cùng với bao tháng ngày trong đêm nay anh quên lạnh vì ai. Ở nơi xa cùng với bao ngày tháng, khoảng xa em rồi đã bao tháng ngày, là nhung nhớ là đắm say chiều mến. Có khi nào em nhớ về nơi anh? Ở nơi xa cùng với bao ngày ta, người yêu ơi giờ đã bao tháng ngày, là nhung nhớ là đón mong từng giây. Có khi nào em gọi thăm trên phố vắng, nghe trong đêm đường lạnh lẽo sương rơi, nơi đôi chân lạc mình trong im lặng. Tình yêu ơi, từ nơi em bỗng nói. Anh lang thang một mình trên phố vắng, nghe trong đêm đường lạnh lẽo mưa rơi, nơi đôi chân cùng với bao tháng ngày trong đêm nay anh quên lạnh vì ai. Ở nơi xa cùng với bao ngày tháng, khoảng xa em giờ đã bao tháng ngày, là nhung nhớ là đắm say chiều mến. Có khi nào em nhớ về nơi anh? Ở nơi xa cùng với bao ngày ta, người yêu ơi giờ đã bao tháng ngày, là nhung nhớ là đón mong từng giây. Có khi nào em gọi thăm vâng, xin cảm ơn các bạn. Dạ, và cảm ơn em, cảm ơn anh Dũng. Và các bạn biết không,